Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua quận 2, qua bên khu vực Thảo Điền để quay cho các bạn xem về đường xá, nhà cửa và giá trị mua bán tại thời điểm là tháng 1 năm 2023 tại khu vực Thảo Điền quận 2, để xem nó có cái gì mà nó thu hút người đầu tư cũng như là giới nhà giàu qua đây mua nhà đất cũng như là biệt thự rất là nhiều trong thời gian vừa rồi. Thì trên cung đường là Tính đang di chuyển trên đường Quốc Hưng, mới vừa băng qua cái tòa nhà Thảo Điền Bơ, và chúng ta đang băng qua cái trục đường Quốc Hưng để đi vào kết nối với ngã ba đường Xuân Thủy. Đây là ngã ba đường Xuân Thủy các bạn. Chúng ta sẽ rẽ bên tay trái để đi ra trục đường là Nguyễn Văn Hưởng. Thì cái hướng này mà đi ra thì sẽ đi vô chỗ cái chợ Thảo Điền ngay góc ngã ba đường Xuân Thủy với lại đường Nguyễn Văn Hưởng. Thì chúng ta đang lưu thông ra cái hướng mà chợ Thảo Điền các bạn. Thì trên màn hình vừa vào cái khu Thảo Điền thấy đập vô mắt mình á, mình cảm nhận như là đường xá khu này nó rất là nhỏ và rất là chật chội các bạn. Không biết là trong thời gian tới nó có mở rộng hay không, nhưng mà về cơ bản mà khi mà vào nội khu bước vào là thấy cái đường chỉ có 10 mét thôi, đường giới này rất là hẹp và nó không thực sự mà nói ra cấp độ của mình đó. Đi vào một khu biệt thự hay là khu mà xa hoa đẳng cấp mà nhìn vào cái xã hội tầng như vậy là mình thấy là một cái điểm trừ, thấy nó không có sự không có một cái lôi cuốn đối với cái lần đầu tiên mình đi qua khu này. Thì hôm nay thì một partner của Tiến ở chuyên bán nhà đất ở khu quận 2 thì cũng chạy qua cũng làm một video về ghi lại những cái hành trình di chuyển trên những cái cung đường và những cái khu biệt thự để cho mọi người cùng xem nhà cửa, đường xá, giao thông ở bên khu Thảo Điền quận 2 như thế nào. Cái chợ chúng ta này, cái chợ là chợ Thảo Điền các bạn, ngay góc ngã ba đường Xuân Thủy với lại đường Nguyễn Văn Hưởng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng rẽ bên tay phải để chạy vào trục đường Nguyễn Văn Hưởng. Tại vì con đường này là những cái tinh túy nhất của khu biệt thự Thảo Điền, nó nằm ở trên con đường này. Các bạn thấy không? Nhìn trên con đường chúng ta di chuyển, chúng ta chưa nói đến giá trị bất động sản mà chúng ta có thể, mình không có chê nha, mình không có ấn tượng gì về cái con đường trên khu quận 2 này cả. Tại vì cái cơ sở hạ tầng ở đây hình như là nó, theo góc nhìn của mình thì đánh giá là nó không được tốt lắm. Thì cơ bản là nếu mà hôm nay nó như vậy thì trong 5 năm, 10 năm nữa thì con đường này chắc chắn sẽ kẹt xe và nấu dài luôn đó. Nhà cửa cho dù có đẹp cỡ nào nữa thì trong mắt của mình thì đường xá nó quan trọng nhất, là cái cung đường di chuyển mình thấy nó không có đẹp, không có ok là mình đã fail liền. Về cái giá trị mua bán trên những cái con đường này thì theo ghi nhận của anh em thì nó rất là mắc các bạn, nó nằm ở mức dao động từ là khoảng ví dụ như là một cái căn nhà thử đi ở trong cái khu compound đi, nó 17 mét nhân cho 21 mét là 307 mét vuông, thì nó đang chào bán ở mức là 120 tỷ một căn, thì tính ra đâu đó là khoảng 310 triệu một mét vuông các bạn nha, 310 triệu một mét vuông về cái khu nhà. Thì thực sự mà nói thì mình không có chê, nhưng mà đứng ở góc độ của mình thì mình ghi nhận thôi chứ mình không có chê, không có phê bình hay gì hết. Thì hôm nay chúng ta cùng di chuyển qua quận 2 để cùng xem đường xá thôi, và nói về vài cái giá trị bất động sản ở khu vực này và đứng góc nhìn của mình thấy khu vực này thế nào so với những cái khu vực khác. Ví dụ như bỏ ra 120 tỷ mà mua một cái biệt thự mà có một cái con đường nhỏ nhỏ vậy thì mình cũng nên cân nhắc các bạn nha. Không phải là mình khuyên hay là mình đánh giá, thì tùy theo mọi người thôi. Các bạn có thể nhìn thấy góc độ của mình, có thể thích khu vực 2, khu vực 2 có thể thích. Còn riêng mình là mình, trước mắt là mình thấy cái đường xá là mình không ưng rồi, và cái di chuyển về cái trung tâm quận 1 thì băng qua cầu Sài Gòn thì tới rồi, thì nói chung là về nó tiện lợi.
Nhưng mà nếu mà so sánh giữa khu này mà bỏ ra 120 tỷ để mua một cái lô, một cái biệt thự mà 310 mét vuông thì cũng nên cân nhắc. Nếu 120 tỷ thì có rất nhiều lựa chọn, không chỉ quận 2 mà sẽ có những cái vùng quanh đây, ví dụ như là quận 7 hoặc là quận 3 hoặc là quận 10, quận trung tâm. Nói chung là với số tiền, tầm tiền tài chính đó thì rất là nhiều lựa chọn. Đường xá thì các bạn thấy rồi đó, đây là cái đường Nguyễn Văn Hưởng của khu Thảo Điền. Thì đường này thì nhìn cơ bản thì nó có cái lộ giới chỉ tầm chừng 6 mét là hết cỡ bằng một cái đường nội bộ của bên khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Nhìn được cơ sở hạ tầng ở bên bên quận 2, nếu mà xét về quận 2 so sánh với cơ sở hạ tầng của Phú Mỹ Hưng, nó không bằng một góc, không bằng 1/10 của Phú Mỹ Hưng các bạn nha. Và cái cách bố trí nhà cửa cũng như là cái phân khu nhìn nó lộn xộn, lộn cao cao rồi. Và đường xá thì thỉnh thoảng chiều cường lên mình thấy nó ngập nước mà. Khu này thì thỉnh thoảng có nhiều con đường ngập nước, các bạn thấy nước nó lăn láng rồi được không? Nó rút rồi đó. Khu biệt thự cái điểm trừ là đường nhỏ, đường quá chật. Cái hai nữa là thỉnh thoảng triều cường lên thì vài về khu cái lối vào ở chỗ cái đường Xuân Thủy với lại cái đường cái mé mà Mang Hưởng, Nguyễn Hưởng, nó đấu vào cái chỗ gần cầu Sài Gòn đó, thì chỗ đó thì nó cũng cũng thấy bạn nước, thấy không, ban ngày mà thấy nước không đó. Mình không có chê với bạn, hôm nay mình sẽ là di chuyển những cái khu dân cư, mình đứng góc nhìn của mình nói theo cái suy nghĩ của mình, chứ mình không có chê. Nếu mà các bạn mua đất nhà cửa ở khu quận 2 tính vãn bán và tính vãn chào chứ không có vấn đề gì hết. Nói chung ra là khu vực này á, giá trị nhà đất nó nằm ở mức là 260 triệu một mét vuông đến 310 triệu đến 350 triệu một mét vuông đất đang được chào bán tại khu vực quận 2. Tùy theo vị trí, tùy theo cung đường, tùy theo khu biệt thự, cho nên giá trị nó sẽ khác nhau nha các bạn. Nói chung đó là đi qua khu này phải bỏ ra 120 tỷ đến 200 tỷ, chỉ đến 250 tỷ một căn biệt thự. Đại khái là nó như vậy. Đó, nước nước ban ngày đó. Đang di chuyển lúc này là lúc 10 giờ 30 sáng. Trời nắng gắt mà có dũng nước quanh quanh với cái lề này, là nước rút cực kịp hay sao không hiểu. Khu Thảo Điền thì khu quận 2 thì các bạn biết rồi đấy, có nhiều khu vực, có nhiều cái con đường nó có bị ngập nước, nước từ cửa các bạn. Thì mình làm bất động sản thì mình có gì mà nói đó thực tế. Nếu mà các bạn quan tâm đến nhà đất khu vực quận 2 thì hãy liên hệ ngay cho Tiến qua số phone là 0983 383 509. Thì video này thì Tiến chia sẻ theo góc nhìn của mình. Mong rằng nhận được sự quan tâm cũng như là đánh giá của các bạn. Nếu mà các bạn có ý kiến thì hãy comment vào video này. Và trên tinh thần thì chúng ta cùng chia sẻ và cùng bình luận nhau và góp ý thôi nha các bạn, chứ không có phải là phê phán hay là soi mói hay là chê khu vực này chê khu vực kia. Nói chung đó là Thảo Điền nó có cái giá trị của Thảo Điền, và người giàu người ta có cái cách suy nghĩ của họ, và biết đâu là cái khu này nó phù hợp với họ và họ chọn quận 2 bởi vì cái lý do nào đó mình không thể nào hình dung được. Cho nên thì góc độ của Tiến thì đứng ở góc độ là người môi giới bán động sản thì mình phải nhìn thấy góc độ của mình. Cho nên thì mình nói cái gì mình suy nghĩ mình nói thôi, chứ không có ác ý gì cả. Cho nên theo góc độ của mình thì đường xá khu này thì mình đánh giá là nó không được tốt lắm, giao thông cơ sở hạ tầng rất là kém theo góc độ của mình. Mà nếu mà tôi mà có tiền mà khoảng tài chính như vậy thì tôi không chọn khu này mua, và tôi tìm khu khác.
thể là tốt hơn. Nhiều lựa chọn tốt hơn có thể là về khu đô thị Phú Mỹ Hưng, hoặc là đi thẳng vào khu trung tâm luôn, ngay chỗ khu quận 3, quận 10 mua luôn mấy cái biệt thự đó luôn, ở ngay trung tâm nó sướng hơn. Video này thì tính bình luận sơ sơ vậy thôi. Thì đi những cái con đường và những cái di chuyển cái cung đường thì tính sẽ làm những cái video cho bạn thấy là nhà cửa đường xá của quận này như thế nào các bạn thấy. Nướng nước với gà tây ống nước. Nói chung đó là thôi, ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Hy vọng rằng qua những thước phim này các bạn có thể hình dung được cái khu Thảo Điền quận 2, và nhìn những cái con đường lớn nhất ở đây là con đường Nguyễn Văn Hưởng và đường Thảo Điền, được cái lộ giới là 12 đến 16 mét thôi, và nhà cửa hai bên. Ở khu vực quận này thì nó đi về trung tâm Sài Gòn, để nó qua cầu Sài Gòn tới Bình Thạnh và băng Bình Thạnh đi qua trung tâm. Bù lại thì khu đô thị Phú Mỹ Hưng cũng vậy các bạn ạ. Khu đô thị Phú Mỹ Hưng thì chúng ta còn băng qua quận qua cầu Kinh Tẻ và đến khu trung tâm Sài Gòn rồi, cũng rất là gần chứ không có xa. Thì đây là những cái gì mà hôm nay mình sẽ chia sẻ trên những cung đường và di chuyển trên cung đường cho bạn thấy. Thì giá trị nhà đất khu này thì nó nằm ở mức là 260 triệu một mét vuông đến 350 triệu một mét vuông đối với những cái lô nền biệt thự như bạn. Còn nhà phố thì tính không nói trong cái video này. Tính sẽ bán cái sản phẩm là cao cấp, cho nên thì sẽ bán những cái khu lô nền biệt thự và nhà biệt thự và siêu biệt thự, cho nên thì mình sẽ nói về sản phẩm này là chủ yếu. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu mà các bạn quan tâm đến nhà đất của Thổ Địa quận 2 thì hãy liên hệ ngay cho Tiến qua số phone là 0983 383 509 nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.